câu 13 cho khối chớp SABC có chiều cao bằng 5, đáy ABC có diện tích là 6, tính thể tích khối chớp. Thì các bạn cần biết thể tích khối chớp nè, V chớp sẽ bằng 1/3 nhân chiều cao nhân diện tích đáy. Diện tích đáy hay có thể viết gọn là bằng 1/3 nhân H nhân diện tích đáy. Đi chưa? Vậy H có rồi, 5, diện tích đáy có rồi, 6, vậy V chớp sẽ bằng 1/3 nhân 5 nhân 6, rút được 2, vậy là bằng 10. Các bạn chọn đáp án.